Vâng, em Vương Bắc Giang lại xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác, toàn thể anh em. Thì hôm nay em phải tiếp tục đi bắt ong. Ong nhà em là nhà ong là ong lui. Thì hôm nay em bắt cái tổ ong ở ngoài gốc cây bồng kia, nó khá là to. Thì bây giờ em sẽ đưa các bác ra để bắt cùng em. Bây giờ em sẽ mặc quần áo bảo hộ bắt ong. Thì để đảm bảo sự an toàn cho mình thì em cũng phải mặc cái bộ quần áo bắt ong như này. Em thì bên cơ sở chuyên cung cấp về sản phẩm quần áo bắt ong. Anh em nào có nhu cầu nhá, đây là cái bộ quần áo bắt ong mà em cung cấp này. Đấy, anh em có thể thấy chất liệu vải bò. Cách mặc rất đơn giản thôi. Anh em nào mặc thì cứ cho hai chân vào trước. Em trang bị cho mình quả kính. Cứ đeo quả kính vào cho chắc. Ong tổ này nó to. Đeo thêm quả khẩu trang nữa. Rồi. Anh em cho hai chân vào. Hai chân vào ông thì mặc áo cho đầu. Công tác chuẩn bị đã xong thì bây giờ em mời các bác là cùng em đi ra vườn bắt ra ong cùng em. Dẫn mình dẫn kín rồi. Mình dẫn kín cổ. Đây là khu vực có tổ ong. Đây, anh em có thể thấy. Đây, em mượn máy quay một chút này. Đây, em sẽ cho các bác vào thăm qua tổ ong này một chút nhé. Thăm xong mới bắt. Đây, đây là tổ ong này. Các bác có thể thấy rất là to. Mày cứ quay tầm ngưỡng này đấy. Ừ, đây có khăn mặt này. Đây, các bác thấy không? Ong này. Wow. Đây, cái đốt chân máy quay rồi. Tên này chấm kim máy quay. Ghê. Các bạn thấy có nguy hiểm không? Không, nó không nguy hiểm cho anh nữa. Ui, cái tổ ong dã man thật đấy. Nhiều quân nhỉ? Nhiều. Tổ này mà bắt về ngâm rượu ấy, ok đấy. Nếu mà tổ này bắt về ngâm rượu là. Ui, các ông mua đồ nhà mình, chứ ông về ông bắt quân ngâm rượu mà. Khá là nhiều, khá là nhiều nhộng, khá là nhiều quân. Tổ này mới ngâm rượu nhỉ, ngâm rượu ấy, ngâm rượu uống nhỉ, tập đi nhỉ. Là tổ ong lui nên em buộc khép từ bé. Đấy. Đã mà. Ui. Đây các bác thấy không? Ôi sợ kì. Bác
mới làm có trải nghiệm không? Trải nghiệm mình lên trên này. Đây. Đấy, chúng tôi ở tay đi Bắc Giang. Đúng không em? Đấy. Ok. Rồi, phải quen. Các bác nhìn hết rồi. Ông vu đầy người rồi. Đấy thì không hành tục em đây thôi. Đây các bạn thấy không? Đây là tổ ong em vừa khai thác xong. Rất là to. Đây thôi bây giờ em bắt xong rồi bây giờ em sẽ đi về thôi. Thì các bác nào có thể thấy tổ an toàn của bụng quần áo này. Anh em nào thấy xem video mà thấy ok thì anh quay đây cho em. Đấy. Các bác nào thấy vừa ok ấy, mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Và anh em nào muốn đam mê về săn bắn đấy, thì anh em có thể là đăng ký kênh của em để em liên tục đi săn bẫy săn bắt cho anh em xem và tham khảo. Giờ xin hẹn gặp lại và chào anh em.